quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Như quý vị đã thấy trên báo chí và các cái cơ quan truyền thông, riêng tại tiểu bang California thì vì cái tình trạng trong tương lai sẽ có một cái cuộc đầu phiếu về vấn đề bãi nhiệm thống đốc ông Gavin Newsom, cho nên trong những ngày vừa qua ông thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra một số những cái chiến lược cũng như những cái chiêu bài mà người ta nghĩ rằng có thể giúp ông giữ ở tại cái vai trò thống đốc cho đến hết nhiệm kỳ của ông. Cái việc đầu tiên là ông dự trù sẽ cho những người dân California mà có lợi tức dưới 75.000, cũng một cái hình thức tương tự như ông Biden đã cho tiền cứu trợ từ chính quyền liên bang, thì mỗi người dân California sẽ nhận được 600 Mỹ kim một lần. Đa số người ta ước tính cái số tiền này sẽ làm cho tốn phí ngân sách của tiểu bang California 11 tỷ. Hiện tại bây giờ thì tiểu bang California đang ở trong cái tình trạng thặng dư tới 75 tỷ Mỹ kim. Trong số đó có 26 tỷ Mỹ kim là tiền viện trợ của chính quyền liên bang qua cái chương trình cứu trợ 1.900 tỷ của ông Biden. Số còn lại là những cái tiền thuế đã thu được từ nhà giàu, có nghĩa là những người chơi stock, chơi thị trường chứng khoán, hay là những cái người đầu tư vào trong những cái địa ốc hay là những cái chương trình đầu tư rộng lớn, và khi mà họ chuyển tả hay là họ bán đi thì họ có cái tiền lời, và cái tiền đó chính quyền tiểu bang đã thu thuế, và cái tiền thu thuế đó nó khiến cho ngân sách của tiểu bang California không có bị thâm thủng trong cái thời gian mà bị đại dịch pandemic. Ngoài ra, một cái chương trình thứ hai mà ông thống đốc Gavin Newsom cũng muốn đưa ra là tất cả những cái trẻ em ở mẫu giáo thì sẽ được học miễn phí, có nghĩa là chính quyền tiểu bang sẽ tài trợ hoàn toàn cái đó. Chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ đảng Dân Chủ hiện đang nắm toàn bộ, chiếm cái đa số tuyệt đối, có thể gọi nói là supreme majority tại Thượng viện lẫn Hạ viện của tiểu bang California. Vâng, chúng ta phải để ý rằng khi nói tới tiểu bang California mà nó dư đó, thì nó như thế này. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái 1.900 tỷ lần trước mà ông Biden ông ấy ký đó, thì nó có tới khoảng 350 tỷ đã giúp cho các tiểu bang, cái chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương. Vâng, và vì vậy cho nên nó có một số tiền đó nó dư ra, chứ không phải là do cái khả năng của ông làm buôn bán là dư ra. Bởi vì dưới thời của ông Newsom thì một số những đại gia đó mà có khả năng để sản xuất đem lại thuế đấy, thì đã bắt đầu đi ra khỏi cái Cali, chẳng hạn như là cái SpaceX và Elon Musk, cho nên không có khả năng để mà làm dư ra cái tiền ở liên tiểu bang Cali, nó không dư ra được. Thứ hai nữa là mỗi lần mà thiếu tiền ấy, thì cứ việc nhắm vào mấy cái người mà nhà giàu chẳng hạn, hay là nhà cửa bây giờ tăng giá lên được kia, thì coi như đó là cái nó như là một con bò sữa. Nếu cần ấy, thì cái việc moi cái đó ra và tính vào sổ sách, nói rằng tiểu bang Cali này dư bằng này, nhưng mà thực ra đó, nó không dư do cái khả năng của cái người lãnh đạo làm thế nào để cho người ta có thể sản xuất, và từ đó mới có đánh thuế được để mà tăng lên. Đấy là cái điều mà chúng ta phải nhớ như thế. Chứ trước đây đó, thì tiểu bang Cali dưới thời của ông Brown thì cũng dư, nhưng mà tới lúc bắt đầu của ông Newsom thì thâm thủng, và bây giờ thì nhờ liên bang, chính quyền liên bang hỗ trợ, thì nhà tiểu bang Cali nó bắt đầu nó có thể dư ra. Đấy là cái mà chúng tôi muốn trình bày để quý vị thấy như thế. Nhưng mà với cái chính sách và cách việc làm của ông Newsom từ trước nay không cho chúng ta nhìn thấy
cái khả năng làm thế nào để mà có thể giảm cái chi tiêu một cách không hợp lý. Mà ông muốn giảm cái chi tiêu không hợp lý bằng cách là ông tính ra thải ra khỏi nhà tù 76.000 tù nhân. Và được, cái số lượng đó là gây nên khó khăn cho các chính quyền của các thành phố khi mà quân tù nhân này vâng nguy hiểm vô cùng. Dạ. Bây giờ trở sang tin những cái tin quốc tế thì như mọi người đều thấy rằng cái tình hình tại Trung Đông trở nên sôi động kể từ khi Tổng thống Trump không còn là Tổng thống và ông Biden nhậm chức Tổng thống hơn 3 tháng qua. Ngày hôm nay thì quân đội Do Thái đã tuyên bố họ đã gửi lực lượng bộ binh cũng như là không quân tấn công sang cái dải đất Gaza là nơi của người Palestine và cũng là cái trụ sở của quân khủng bố Hamas. Và phát ngôn viên của quân đội Do Thái lúc đầu thì tuyên bố là nói rằng lực lượng bộ binh và không quân đã bắt đầu không tập cũng như sử dụng xe tăng thiết giáp để mà tấn công và sử dụng pháo binh để mà oanh tạc pháo kích một số các cái địa điểm nơi mà được coi như là bộ chỉ huy của loạn quân Hamas, và đồng thời cũng đã sát hại 10 lãnh tụ của nhóm Hamas này. Đó là một trong những cái thành công. Trong khi đó thì phía bên loạn quân Hamas ở tại dải Gaza đã phóng gần 1.600 hỏa tiễn hay là còn gọi là tên lửa sang bên một số các cái khu vực của Do Thái, trong đó có cả thủ đô Tel Aviv. Tuy nhiên thì trong cái số 1.600 cái đầu đạn đó thì có 300 là rơi xuống ngay tại khu Gaza, tức là cái khu của người Palestine, cũng tạo ra rất là nhiều thiệt hại. Quân Do Thái nói rằng cái trong cái cuộc hành quân lần đầu tiên kể từ khi mà xảy ra cách đây năm 2014 như quý vị biết, thì hiện nay quân đội Do Thái đã gửi từ 3.000 cho tới 4.000 quân vượt sang biên giới Do Thái và dải Gaza để mà tấn công vào trong cái nhóm Hamas. Từ trước tới giờ thì chỉ có những cái cuộc oanh tạc hay là ném bom hoặc là phá hoại hoặc là pháo kích, nhưng bây giờ lần này là lần đầu tiên mà Do Thái gửi quân đội, cũng như trước đây quý vị thấy Do Thái đã từng gửi quân đội tới Lebanon. Thì người ta so sánh lý do tại sao mà tình hình tại Trung Đông bỗng chốc trở nên sôi động, đó là vì tất cả những cái nhóm ở tại Trung Đông đã nhìn thấy cái sự yếu kém trong cái chính sách đối ngoại của ông Biden và cái sự thù ghét của ông Biden đối với người Do Thái. Quý vị cũng biết là thủy tổ của ông Biden là người Mỹ gốc Lebanon. Vâng, chúng ta để ý thế này là cái khu dải Gaza đó thì có người Palestine ở đó, mà người Palestine đó nó chia làm hai cái nhóm, một cái nhóm là nhóm quá khích mà do Hamas lãnh đạo, và một cái nhóm ôn đó hòa là nhóm tay sai của Iran, vâng, và cái nhóm ôn hòa. Thì ra trong cái thời gian đó ôn hòa là Al-Fatah, vâng, vâng, và trong cái thời gian đó đó thì trong thời gian trước đây thì ông Trump đã viện trợ một cái nhân đạo cho cái nhóm ôn hòa để họ sống và phát triển kinh tế. Nhưng mà lần này á, thì sau khi mà ông Trump đi xuống, tạm thời đi xuống mà ông Biden lên á, thì ông Biden đã cởi trói cho Iran. Thành ra Iran bây giờ bắt đầu có tiền nó giúp cho cái nhóm Hamas và cũng như là nhóm Houthi ở Yemen. Và bây giờ thì cái nhóm Hamas nó bắt đầu nó tấn công Israel. Thì khi mà tấn công Israel thì cái mà Israel phải làm đấy, có nghĩa là tiêu diệt những cái thủ lãnh của
nhóm Hamas, tức là thủ lãnh của cái nhóm khủng bố, và đồng thời phải đem quân sang bên dải Gaza để có thể phá những cái hầm hố hay là những cái cơ sở về quân sự quan trọng của nhóm Hamas tại dải Gaza. Và đó có thể chính là cái lý do mà những người Palestine mà muốn có cuộc sống yên ổn đó, người ta có thể trong thâm tâm của họ cũng rất là thích thú. Bởi vì nếu không có sự tiếp tay của những cái nhóm mà ôn hòa đó thì Do Thái khó có thể biết được là những cái thành phần nào là thành phần chốt bu của Hamas để mà tấn công. Cho nên trong cái đợt tấn công đầu tiên của không quân của Do Thái đấy, thì ta tiêu diệt những cái tên chủ chốt nhất của nhóm Hamas, trong đó có thủ lãnh của khủng bố của Hamas và một số những tên phụ tùng đi theo đó. Đó là cái mà chúng ta có thể cho rằng ở trong đất Palestine có những phần tử ôn hòa đã hỗ trợ ngầm cho người Do Thái. Được. Và sau cùng một cái tin cũng rất là quan trọng, thưa quý vị, là nước Anh trong một vài ngày nữa sẽ ra mắt một cái gọi là hạm đội mà có thể nói là hùng hậu nhất của nước này trong cái thế kỷ mà cận đại nhất hiện tại bây giờ. Nước Anh sau một thời gian trước đây là một cái đế quốc về hải quân, và sau một cái thời gian sau đệ nhị thế chiến thì cái việc hải quân nó đã trở nên yếu kém đi, ngoại trừ một lần vào năm 2004 khi mà trận chiến Falkland ở tại đảo Falkland đã đánh nhau với Argentina, thì nhờ tổng thống Reagan lúc đó thì nước Anh đã đánh chìm một cái chiếc tàu chiến tuần dương hạm lớn của Argentina. Cho tới bây giờ thì nước Anh bắt đầu thay đổi cái chiến lược về quân sự, và họ sẽ thành lập một cái hạm đội, và nó sẽ được du hành đi sang 40 quốc gia vào tháng này. Đặc biệt là sẽ chú trọng đi xuyên qua Đông Hải, tức là đi qua Biển Đông dọc theo cái đường Ấn Độ Thái Bình Dương. Đây là một trong những cái nỗ lực mà nước Anh, quân đội Anh muốn chứng tỏ cái sức mạnh của mình trong một cái khu vực mà nơi đó chỉ có nước Hoa Kỳ và Trung Cộng đang phô trương cái thanh thế. Thì cái hạm đội này gồm có 11 cái chiến hạm, trong đó có hai cái mẫu hạm lớn được coi như là lãnh đạo cho cái hạm đội này. Thứ nhất là cái hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth, và cái chiến thứ là một trong những hai cái hàng không mẫu hạm mà mới vừa được chế tạo, và cái chiếc thứ hai là chiếc Ring of Swell. Những cái hai cái hạm đội này thì mỗi hạm đội sẽ được trang bị 10 cái chiếc máy bay tối tân do hãng Lockheed chế, tức là F-35. Như quý vị biết, hiện tại F-35 được coi như là máy bay tối tân nhất trên thế giới. Nước Anh chuẩn bị mua của Hoa Kỳ 138 chiến đấu cơ F-35 để mà trang bị. Lý do cái chiến lược của nước Anh bây giờ thay đổi, nước Anh không muốn sử dụng bộ binh nữa, là bởi vì nước Anh là một cái nước mà nó lại nằm ở ngoài biển, nó như những cái hòn đảo, nó không phải là nằm trong đất liền. Và kể từ khi Anh tách rời ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu thì Anh muốn thay đổi cái chiến lược bằng cách là sử dụng hải quân, và trong những năm tới cái lực lượng bộ binh của nước Anh từ 76.000 người sẽ giảm xuống còn 72.500 người, và hiện tại nước Anh chỉ có một cái lực lượng đồn trú mạnh nhất là ở tại nước Estonia, là một trong ba cái quốc gia Baltic mà nằm trong khối NATO có biên giới với nước Nga. Vâng, cái việc thay đổi cái chiến lược về hải quân của Anh Quốc, đây là một cái sự hợp lý, bởi vì
chúng ta biết là chiến lược cuộc chiến tranh toàn cầu đó, thì không thể đem bộ binh đi ra các quốc gia khác được, mà phải sử dụng các những cái phương tiện, chẳng hạn như là cái hàng không mô hạm. Với cái hàng không mô hạm đó thì nó như là một cái quốc gia, những cái đảo ở mà quân đội có thể đóng ở đó được. Và chúng ta cũng thấy rõ một điều là khi mà Anh Quốc phát triển hải quân như thế này là hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, và đồng thời giúp cho các quốc gia như Úc, Tân Tây Lan, những cái quốc gia đó cũng phải cần phải có hiện tại bây giờ cái vấn đề mà chống đối với cái biên giới nước Nga thì Anh hầu như là muốn giao cái đó lại cho nước Đức, đúng, nhưng mà nước Đức là coi như là cái hiện giờ là đầu tàu của cái khối NATO, phải không? Nhưng mà anh phải biết là năm cách đây 2 năm là ông Trump ông đã mắng bà Merkel, mình phải xài cái danh từ mắng mới được, phải không ạ? Bà Merkel là ông nói là bà là một cái cường quốc mà bà đã commit chưa 2% đóng tiền vào trong cái ngân sách, 2% ngân sách của bà vào trong cái tiền của khối NATO mà bà cũng đã chưa có thực hiện được, thì đó là một cái mối lo mà nước Anh bây giờ thay đổi cái chiến lược thì sẽ làm cho nước Đức rất là lo lắng, bởi vì hiện tại bây giờ Nga đang gửi quân đội sang sát biên giới của Ukraine, đó là chưa kể cái chuyện Turkey đang còn lộn xộn ở cái mảng biên giới phía đông của khối NATO. Và chúng ta cũng thấy một điều là nước Đức rất là kỳ cục ở chỗ là trong khi sợ Nga đó, thì lại để cho cái ống dẫn dầu của Nga đi qua nữa để mua dầu của Nga. Có nghĩa là tại vì nếu mà không mua dầu của Nga mà cái anh phải nên nhớ rằng là cái nền kinh tế của nước Nga 50% sống bằng dầu lửa, mà nếu mà anh không mua dầu của Nga mà nước nền kinh tế mà nó sập tiệm thì nó sẽ gửi quân sang nó ấy, thì còn khổ nữa, chẳng thà mua để mà mua cái sự yên bình còn hơn là thành ra cái đó nó cũng là một cái chiến lược ấy. Và thành ra rõ ràng là Đức là để cho Nga đặt ống thở, nếu mà Nga rút ống thở ngay thì Đức, nền kinh tế của Đức cũng sinh vinh luôn. Thì hiện tại chúng ta nhìn thấy nước Anh là một cái nước mà tương đối cũng là nhỏ bé, nhưng mà trong cái chiến lược mà thay đổi toàn diện về vấn đề quân sự thì Anh đã năm ngoái đã phải sử dụng một cái ngân khoản tới 32 tỷ Mỹ Kim cho 4 năm để mà mua tất cả những cái vũ khí tối tân. Bây giờ Anh muốn thay đổi và thành lập những cái lực lượng gần như là những cái lực lượng mà đặc biệt, tức là lực lượng mà nó có thể lưu động ấy, gần giống như là Green Beret ngày xưa mà là của người Mỹ, tức là lực lượng đặc biệt đó, thưa quý vị, ở tại chiến tranh Việt Nam, thay vì phải có một cái hệ thống quân đội cồng kềnh. Anh có gửi quân đội sang Iraq, có gửi quân đội sang Afghanistan, nhưng mà trong tương lai khi mà Mỹ rút ra khỏi Afghanistan thì Anh cũng sẽ rút ra khỏi những cái khu vực đó. Và cái điều đó nó sẽ làm giảm đi cái gánh nặng về quân sự trong cái bộ binh, và chuyển cái số tiền đó sang cho bên hải quân. Và sắp tới đây thì cái hạm đội này sẽ đi viếng thăm Ấn Độ, Singapore, Mã Lai, và sẽ đi tới Nhật Bản, Nam Hàn, dĩ nhiên không có ghé qua Việt Nam, nhưng mà cũng sẽ có trên đường đi qua hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, và khi mà Anh Quốc đã bắt đi để gửi hạm đội sang như thế đó, thì chúng ta thấy là Anh Quốc đã nhấn sâu vào với Hoa Kỳ và Biển Đông. Đó là cái điểm mà người ta có thể nói rằng Anh Quốc và Hoa Kỳ cũng giống như là có cả Ấn Độ, rồi Tân Tây Lan, Úc Châu và Nhật Bản đang làm cái nút chặn, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng về phương Nam và ra biển Thái Bình Dương. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.